trong video là trận chiến giữa rắn hổ hành và rắn cạp nông. Rắn cạp nông là hay một số nơi gọi là rắn đen vàng. Đặc điểm nhận dạng rõ nhất là ở trên cơ thể của chúng chỉ có hai màu đen và vàng, hai màu này xen kẽ đều nhau. Chính đặc điểm này đã khiến chúng có vẻ ngoài khá nổi bật. Kích thước chiều dài cơ thể của loài rắn này thường có thể dài khoảng trên 1 mét. Về nọc độc, rắn cạp nông nằm trong top những loài rắn độc nhất Việt Nam. Có thể gây tử vong trên 50% nếu không được điều trị. Còn rắn hổ hành một số nơi gọi là rắn móng. Một loài thuộc họ rắn nước, đặc điểm nổi bật nhất là rắn hổ hành có các vảy ngũ sắc. Những chiếc vảy này sẽ phát ra màu sắc rất sặc sỡ dưới ánh nắng mặt trời. Phần lưng của rắn móng thường có màu nâu đỏ hay ánh đen, phần bụng có màu xám trắng. Rắn hổ hành là loài rắn không độc, loài rắn này tấn công và giết chết con mồi bằng cách quấn rồi siết chặt cơ giống như răng. Đặc biệt, rắn hổ hành có khả năng kháng lại nọc độc của một số loài rắn độc như cạp nia nam, cạp nia bắc và nhất là rắn hổ mang. Sau một hồi siết chặt con mồi, thì rắn hổ hành đã ăn rắn cạp nông. Các bạn có thể thấy rắn hổ hành nuốt rắn cạp nông mà không cần nhai. Sở dĩ rắn có thể nuốt con mồi lớn là nhờ lớp da siêu co giãn nằm ở giữa hai hàm dưới. Điều này cho phép chúng nuốt chửng những con vật thậm chí còn lớn hơn những gì mà bộ hàm của chúng cho phép, đồng thời không cần nhai trước như nhiều loài động vật khác.